Theo đại diện Bộ Y tế, trong số hơn 106.000 mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm thời gian qua, đã phát hiện 251 ca mắc COVID-19. Như vậy, trung bình cứ 400 trường hợp được xét nghiệm thì chỉ có 1 ca dương tính, chiếm tỷ lệ thấp, chỉ khoảng 0,2%. Trong khi đó, tỷ lệ này tại Đài Loan, Trung Quốc là 1%, Hàn Quốc là 2,2%. Tuy nhiên, cần tiếp tục nghiên cứu xem tỷ lệ dương tính trong xét nghiệm thấp có phải do chưa khu trú hết nhóm người có nguy cơ cao hay không. Trước thực tế, số ca bệnh COVID-19 được phát hiện trong cộng đồng có chiều hướng gia tăng, chiếm hơn 37% số trường hợp dương tính hiện nay, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kiến nghị cần tập trung các biện pháp ngăn chặn. Cụ thể là tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhiều hơn và mở rộng diện xét nghiệm trong quần thể. Bộ Y tế nhận định, mặc dù đã ghi nhận sự lây lan virus gây bệnh COVID-19 trong cộng đồng, nhưng mức độ lây lan chưa mạnh vì tỷ lệ dương tính trong xét nghiệm còn thấp và chưa có nhiều trường hợp nặng nhập viện. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng kiến nghị tới đây phải điều chỉnh kế hoạch theo tình hình mới. Và chúng ta phải coi tất cả các người bệnh đến các cơ sở y tế như là những người mà có yếu tố nguy cơ như F1 như đồng chí Phó Tướng nói. Nhưng mà cái này ấy, là chúng ta lại phải thực hiện cái việc thứ hai. Những người này thì chúng ta coi để chúng ta tiến hành tất cả những cái biện pháp sàng lọc và những cái biện pháp cần thiết. Nhưng mà cái đối tượng thứ hai này thì chúng tôi muốn nhắc lại là những đối tượng nào mà có những cái biểu hiện triệu chứng của hội chứng cúm. Sau khi nghe ý kiến của các chuyên gia y tế về việc xác định nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ngành y tế vẫn đang nỗ lực để xử lý các ổ dịch COVID-19 với tinh thần cứ phát hiện một ca dương tính là coi như đã có thêm một ổ dịch để khoanh vùng và xử lý ngay. Bên cạnh các yếu tố dịch tễ thu thập được, Bộ Y tế đang áp dụng biện pháp xét nghiệm sâu để xác định bệnh nhân đang mắc COVID-19 ở giai đoạn nào. Từ đó có thể truy vết và tìm ra nguồn lây, cũng như sàng lọc được những người có nguy cơ cao cần phải cách ly, xét nghiệm, xác định ca bệnh. Tới đây, nó vẫn còn những ca mình sẽ phát hiện được trong cộng đồng. Có thể nguồn gốc từ đâu không quan trọng lắm. Nhưng mà những ca này, chúng ta cứ phát hiện ra ca nào, ca đấy là F0, coi như một ổ dịch tiềm năng. Chúng ta tập trung, chúng ta phát hiện ra cái con đường lây tiếp theo của nó để chúng ta đúng theo phương thức là phát hiện rồi cách ly. Đấy. Sau đó nếu cần thì khoanh lại rồi dập. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc lại 5 nguyên tắc phòng chống dịch bệnh COVID-19 là ngăn chặn từ xa, phát hiện thật sớm, cách ly ngay, khoanh vùng thật gọn, dập dịch triệt để. Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng nhận định số ca mắc mới COVID-19 có dấu hiệu giảm, nhất là từ khi thực hiện các biện pháp đồng bộ trong quản lý người nhập cảnh và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay đang xuất hiện một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan. Khi nhiều người có mặt ngoài xã hội và tham gia giao thông trong hôm qua và sáng nay cao hơn so với ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội. Là bắt đầu là mọi người hơi chủ quan. Tôi nhớ là Ban Chỉ đạo tôi nói mấy lần là tôi rất sợ cái chủ quan của mọi người. Thì chúng ta đề nghị truyền thông mạnh cái là không được chủ quan. Tôi nói tới đây vẫn còn có những ca được phát hiện đấy. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị chính quyền các địa phương, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội.